Khả năng phát sinh xin chào bạn. Sau đây Khả năng phát sinh xin giới thiệu bộ sản phẩm gồm 3 phao. Các bạn có thể chọn 3 bộ phao và 1 bộ phao tùy chọn. Trong hai bộ phao này các bạn chọn cho một bộ với cái cần Supermai 5H này các bạn nhé. Phụ kiện kèm theo gồm có đây là chân cắm phao câu đài và quấn chì, đây là cái đặc thanh quấn chì câu đài, đặc biệt nữa là có một vỉ, một hộp lưỡi, một lưỡi titan này các bạn nhé, lưỡi titanium các bạn nhìn. Đây, cái thông số của lưỡi luôn này. Đấy, 100% là titanium. Đây, cái đầu lưỡi này, tôi đặc biệt. Và Simago, lưỡi này lưỡi không lạnh các bạn nhé. Đây, lưỡi không lạnh. Gồm lưỡi này thì có 2 số. Hiện đang phát sinh có 2 số. Số 1 và số 2. Đây, quay file. Và cần cho các bạn xem. Cần Supermai 5H phao. Phao thì các bạn chọn một trong hai bộ. Các bạn chọn cả hai được, giá thành sản phẩm sẽ khác nhau. Chọn một bộ thì giá cũng một bộ phao, một cần và phụ kiện kèm theo đây là giá nó cũng khác nhau, thì các bạn lựa chọn. Có gì các bạn có thể inbox Facebook Đồ Cầu Hải Đăng. Vừa rồi Hải Đăng phát sinh giới thiệu các bạn bộ sản phẩm câu đài đây. Hải Đăng phát sinh xin chào, hẹn gặp lại các bạn sản phẩm tiếp theo của Hải Đăng phát sinh.